Ngày 18 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 40 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khai Sơn và bà Phan Thị Hoài, cán bộ địa chính, nông nghiệp xã này. Bà Ánh bị khởi tố để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, còn bà Hoài bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, một cán bộ thôn ở xã này cũng bị triệu tập để điều tra hành vi liên quan đến vụ việc chi trả sai tiền cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác bà Ánh cùng bà Hoài để phục vụ điều tra. Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn nhận được thông tin từ người dân về những dấu hiệu vi phạm trong thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất sau mưa bão cho người dân ở xã Khai Sơn. Theo hồ sơ vụ việc, giữa năm 2020, xã Khai Sơn bị ảnh hưởng bởi thiên tai hạn hán, nắng nóng và mưa lớn, ngập lụt do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9, khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Trong tờ trình, Ủy ban Nhân dân xã Khai Sơn đề nghị hỗ trợ gần 1 tỷ đồng để khắc phục thiên tai. Tuy nhiên, việc triển khai và thực hiện chủ trương trên của Ủy ban Nhân dân xã Khai Sơn đã không được thực hiện theo đúng quy định từ công tác lập hồ sơ, trình tự thủ tục hỗ trợ và đặc biệt trong quá trình chi trả đã tự ý điều chỉnh, cắt giảm tiền mà nhà nước hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại. Trong danh sách nhận tiền hỗ trợ thiên tai có một người nhưng nhận ở hai xóm khác nhau.